lốp đồ thì ok, máy móc thì bao zin. Xài con này thì phải nói như ok. Chào tất cả anh em nha. Hôm nay Tranh Thủ lên cho anh em con máy cài Isuki ha. Hôm nay mình đổi dòng bữa đi, hổm rài toàn là Kubota không, thì nay đổi sang Isuki bữa nha. Con này là Isuki TL2500 ha, rất chi là đẹp luôn. Tem của nó còn rất là ok luôn nè, thấy không? Đó. Nói chung là áo, di ốp, mặt nạ trước đều có đầy đủ luôn, không thiếu gì hết. Do là mình đem xe ra mình test á, mình gửi ra cho nó dễ ghi lại, quay cho anh em thấy rõ đồ ha. Đó. Anh em nhìn cái nước sơn là thấy là ghiền luôn á. Thì con này đã đăng kiểm rồi ha. Anh em có nhu cầu thì cứ việc liên hệ, vừa ý thì ok là alo ha. Số điện thoại mình đã trực tiếp ở tên phần tiêu đề á. Địa chỉ là quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nha. Rồi, cho anh em coi cái phần phía trước của nó nè, thấy không? Mặt nạ nè, gỡ rồi, đèn đốm nè, phía trong nè, còn rất là đẹp, rất là trắng, thấy không? Kiểu rất là sáng luôn á, sơn còn rất là xịn sò luôn. Đó, sơn rất là bền luôn. Mâm trước nè, còn rất là đẹp, trắng tinh ha. Đó, rồi vỏ thì nó hơi mòn nhẹ rồi ha. Nhưng mà còn rất là ok ha. Đó, rồi có sao nói vậy. Rồi sẵn dở ra cho anh em coi cái phần hồi hết ở bên trong ha. Nè, rất chi là đẹp luôn nè ha. Rất là ok luôn. Đó, con này thì ba máy nè, Benker Soaker. Đó, rất là đẹp luôn. Máy móc thì bao zin, bao xài, bao test luôn cho anh em nha. Ví dụ như anh em muốn máy hai cầu hoa, máy lớn hơn, anh em cứ việc liên hệ nha. Đó, ở trên đây cũng còn rất là đẹp luôn nè, thấy không? Nó không chỉ đẹp dưới mà còn đẹp trên nữa ha. Đó, cho nên anh em khỏi cái phần chân mà lo lắng cái gì hết trơn ha. Khi mình lo lắng là máy nó có zin hay không ha. Đó, rồi tiếp theo cho anh em coi cái mặt bên nè. Mặt bên của nó còn rất là ok, rất là đẹp luôn ha. Mấy con này còn rất là sáng, vệ sinh lên cái là ok, bô còn trắng nè, thấy không? Ở trong ốc cổ bô còn trắng nè, thấy không? Đó, nó trắng trắng còn rất là ok. Ở trong đây là cái nước sơn zin huyền thoại của nó nha. À, nó cánh hơi bị tầy trụa chút xíu, sơ gầm nè, thấy không? Đó, thì chỗ bị tầy, chỗ bị đốc sơn chút đỉnh, nhưng mà không sao ha. Ba cái này là tầy giúp là chuyện bình thường ha, tại vì máy nó cạ với ruộng, nó cạ vô rơm cỏ đất đồ á, thì nó đầy xương xương ha. Rồi quay xương xương phía dưới cho anh em coi để anh em đánh giá được con máy như thế nào ha. Rồi thông số bên đây nè, con là TL2500 nè, thấy không? Nó dòng tua là 2006 ok nha. Con này 25 HP, nó mặc dù mờ mờ nhưng mà còn đọc rất là ok. Rồi tiếp theo là cái phần vô lăng của nó còn rất là đẹp, rất là ok nè. Cụm lô còn rất là sáng luôn ha. Rồi nắp bình dầu thắng tinh luôn nè, còn rất là mới chát luôn. Rồi ghế ghế của nó, ghế rất là đã luôn. Đi cái ghế zin này rất là sướng ha. Này tựa lưng cho đỡ mỏi nè. Đó, nó bị rách chỗ này một xíu ha. Nhưng mà không sao, còn rất là ok luôn ha. Khi mình chạy xong á, mình gấp lại đó cho nước nó chảy ra ha. Đó, đem vô kho cất á, nước nó đừng thọng vào. Rồi nè, nước sơn này còn rất là đẹp nè, cái vị này nhẹ thôi nè, thấy không? Nó cơm còn màu rất là ít nè, sơn của nó đó ha, tùy chỗ gắt chân thôi, chứ ngoài ra còn rất là ok. Đó, ổn áp nha, thấy không? Rồi chút quanh kia coi kia sao. Rồi vỏ bên đây còn rất là ok. Mâm nè, trời ơi, mâm nó còn rất là đẹp nè, nó nhưng vị này nhẹ nhẹ hay sần sờn thôi, nó đốc nhẹ nhẹ thôi, kiểu vậy. Vỏ còn rất là ok, nhưng nó bị gai nhẹ ha, nó bị nhíu nhíu nhẹ nhẹ là bình thường hay không sao hết trơn nha. Còn rất là đẹp luôn á. Về ở trong nè, về ở trong thì ổn áp ha. Ốc thì bị còn mới cũng có, bị rỉ cũng có. Ở trong là nó tiếp xúc với đất nhiều á, cho nên là bị xét nhiều chuyện bình thường ha. Nhưng mà nhìn còn rất là đẹp luôn nè. Rồi đèn còn rất là ok, cứng cáp ha. Đó, quang đồ ổn áp luôn. Thì đuôi chuột đây đó. Rồi kiếm này còn rất là đẹp luôn, chưa bị đốc sơn gì nhiều hơn á. Ví dụ như anh em mua máy mà kèm đuôi sới thì ok, mà bỏ đuôi sới lại thì cũng ok ha, tùy theo có nhu cầu ha. Nó cái ghế là nhìn đã chưa, sơn zin của nó nè, nhìn rất là đẹp. Phía sau còn có cái hộp luôn này, nó muốn bỏ gì đâu bỏ ha. Cà phê tô dít, cà phê thuốc lá gì đó, thuốc lá chứ cà phê bỏ không được. Rồi tiếp theo cái bên trong nè, thấy không? Má bên trong còn rất là đẹp luôn. Đùi cho bá luôn, cái con này bao khỏe luôn.
con máy cày đã đi cày mà càng khỏe thì làm càng sướng rồi ha. Đó, khỏe thì khỏe nhưng chúng ta làm việc phải cho nó đủ tải chứ không phải là chúng ta thấy khỏe chúng ta nâng tải lên nhiều nhiều để máy làm việc quá sức thì máy nó mau hư thôi nha. Rồi đó, vỏ hôm nay cũng còn rất chi là đẹp luôn đó, dè đẹp, đèn đốm đâu cũng đầy đủ ok. Rồi mâm nè, thấy không, còn áp rất là ok luôn. Dè bên đây nó cũng còn đẹp như bên kia luôn ha, mâm cũng đẹp như bên kia luôn đó, nhíu nhẹ vậy thôi. Đó, rồi thắng số đồ rất là ok ha. Đó anh em coi đi, anh em đánh giá ha, chút xíu nữa mình sẽ tiến hành những cái phần test máy luôn cho anh em coi để anh em coi đánh giá nghe tiếng nổ máy như thế nào ha. Đó nè, thấy không, cái áo ngoài còn rất là đẹp luôn. À, nước sơn tin của nó nè, nó hơi bị tóc nhẹ nhẹ chút xíu ha. Tem nhãn mát thì còn đầy đủ hết trơn luôn. Đó, rồi, anh em nào có nhu cầu cứ việc liên hệ nha. À, giờ đi xa xa ra cho anh em coi phần tổng quan, sau đó mình tiến hành đến cái phần test máy cho anh em coi nha. Rồi, test máy chạy cho anh em coi, anh em đánh giá ha. Máy rất chi là ok luôn. Anh em có nhu cầu thì cứ việc liên hệ nha. Máy móc thì bao zin, bao xài, bao test luôn cho anh em, nên cho anh em xài, anh em khỏi lo lắng gì hết trơn ha. Đó, cái con này chạy là trâu lắm. Mấy cái dòng này nồi đồng khói đá là anh em biết rồi á. Ngoài Kubota ra thì còn có Isuzu nữa nha, nồi đồng khói đá chạy phê lắm, cái con này làm trâu lắm. À, vỏ nó còn rất là đẹp luôn, mâm lốp đồ thì ok, máy móc thì bao zin. Xài con này thì phải nói như không có gì phải lo lắng hết trơn. Chạy mình test, mình kiểm tra coi máy nó hoạt động như thế nào, có bị lỗi lầm gì không để mình xử lý luôn ha. Con này anh em muốn cán móc thì cũng được ha, muốn gắn trọng thì cũng ok luôn. Nói chung là có rất nhiều công việc để làm ha. Đó, tùy theo cái nhu cầu của mình, mình coi mình tính toán làm sao công việc mình nó ổn định, nó phù hợp với công thức của nó ha. Thì con này 25 HP, một cầu nha. Đó, banker số cơ. Địa chỉ mua hàng là quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nha. Số điện thoại mình để trực tiếp ở tên phần tiêu đề á. Anh em cứ việc alo cái là có máy về